Xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc một cái mẫu nón tai gấu khổng lồ xinh xắn như thế này. Đây là phần thân sau nè. Còn đây là phần thân trước. Đối với mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn hoặc trẻ nhỏ, hoặc là mình cũng có thể phối trang trí những họa tiết khác lên trên thân nón ha. Ở đây mình sẽ sử dụng là len nhung mèo, sợi len này nó sẽ có độ dày tầm khoảng 5 cho đến 7 mm. Những bạn nào mà không có cái loại len này cũng có thể sử dụng cho mình những loại len khác cũng được ha Hoặc là những loại len bình thường mà mình chập đôi sợi len lại móc cũng rất là đẹp Kim móc thì mình sẽ sử dụng kim 4.0mm Những bạn nào mà sử dụng loại len khác thì có thể so sánh cái đầu kim so với sợi len nè à. khi đưa vào so sánh thì cái độ dày của đầu kim nó sẽ nhỏ hơn so với sợi len một chút ha Giúp cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len và kim khâu len ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích. Móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Lưu ý cho mình khi các bạn móc mũi kép đơn nè, các bạn sẽ kéo dài cái mũi móc lên một xíu ha, thay vì mình móc như bình thường thì kéo dài cái mũi móc lên một xíu để cho cái phần thân nón của mình nó có cái độ cúp lại hơn ha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 5 nè. Mũi kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Mũi kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Mũi kép đơn thứ 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã có cho mình được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời và gây nên hai mũi xích. Như vậy là ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên ha. Vòng tròn này nó có 12 mũi thì sẽ tạo ra 12 chân cho vòng kế tiếp. Vòng kế tiếp móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng đầu tiên nè. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai. Khi có được hai mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên ta sẽ làm tương tự cho các chân còn lại ha. Cứ mỗi chân sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tiếp tục chân thứ ba móc hai mũi kép đơn nè. Chân thứ tư móc hai mũi kép đơn. Chân thứ 12 cũng móc hai mũi kép đơn. Khi hoàn tất được vòng móc thứ hai mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn cho cái vòng thứ hai này ha, tăng được 12 mũi móc. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở cái vòng móc này, móc vào một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Móc lên hai mũi xích. Đến vòng móc thứ ba thì sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn vào cái chân đầu tiên nè, là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ hai ha. Sau đó chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ có cụm thứ hai nè một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc ta có được cụm thứ hai ha tiếp tục cụm thứ ba nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc cụm cuối cùng sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc sau khi kết thúc được vòng móc thứ ba ta sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này tăng được 12 mũi cho cái vòng móc thứ ba ha và để ý cho mình nè khi các bạn móc các cái mũi kép đơn mà mình kéo dài mũi lên một xíu á thì cái thân nón của mình lúc này nó sẽ có cái độ hơi cúp lại ha nó sẽ tạo được cái đỉnh nhọn ở trên thân nón kết thúc vòng móc thứ ba nè sau đó lên hai mũi xích. Đến vòng móc thứ tư thì các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì ví dụ cái hàng dưới của mình có một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Hàng kế tiếp sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi kép đơn lẻ lên một mũi. Ta sẽ có là hai mũi mỗi chân ha. Móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai vào chân thứ hai có được hai mũi mỗi chân rồi tăng tịnh tiến lên một mũi ha chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc thì vòng móc thứ tư này mình sẽ có cái cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ có được cụm thứ hai nè hai kép đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc ta được cụm thứ hai cụm cuối cùng sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha hai kép đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc như vậy là khi kết thúc cái vòng móc thứ tư này mình cũng có tổng cộng là 12 cái cụm móc như thế này ha tăng được 12 mũi cho cái vòng móc thứ tư tiếp tục kết thúc cái vòng này nè Đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích như vậy lúc này cái phần đỉnh nón của mình nó đã có cái độ to dần ra vòng kế tiếp tiếp tục tăng cạnh tiến cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi nữa ha ta có hai kép đơn mỗi chân rồi nè thì bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình là ba kép đơn mỗi chân mũi thứ nhất nè tiếp tục kép đơn thứ hai vào chân thứ hai và kép đơn thứ ba vào chân thứ ba có được ba mũi mỗi chân chân kế tiếp sẽ là hai kép đơn cùng chân móc như vậy là ở cái vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 3 kép đơn mỗi chân xen 2 kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó ta sẽ tăng tịnh tiến thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ mỗi hàng móc thì mình sẽ tăng một mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên ha. Ví dụ như hàng này là 3 mũi nè, hàng kế tiếp sẽ là 4 kép đơn, tiếp tiếp nữa sẽ là 5 kép đơn và xen kẽ sẽ là 2 kép đơn cùng chân móc ha. Móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được một cái độ rộng ha. Đối với form nón này là form rộng cho nên các bạn cứ tăng thoải mái, rộng hơn cái số đo vòng đầu là được. Sau khi đã móc được nhiều hàng móc, lúc này cái vòng tròn ngoài cùng nó đã có cái độ rộng, rộng hơn so với vòng đầu rồi nè. Và cái phần đỉnh nón của mình nó sẽ có cái độ hơi cúp lại, giống như là form của nón lá vậy ha. Thì các cái vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi kép đơn và mỗi chân móc và không cần phải tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ nữa ha. Ta cứ móc đều là được tức là cái vòng này mình sẽ không có cái chân móc nào mà có hai kép đơn cùng chân móc nha mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng và móc tăng thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân nón nè từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng nó đến cái phần trán của mình là được ha mẫu này thì mình sẽ tăng tổng cộng là ba hàng móc đều không tăng mũi Lúc này chiều cao từ đỉnh nó đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nè, nó đã bằng từ đỉnh đầu ha, từ đỉnh trên đầu nha, đến cái phần tré của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo ở bên hông phía sau ha. Để móc được cái phần bèo ở bên hông phía sau nè, các bạn sẽ chọn cho mình tầm khoảng 1/4 so với tổng cái vòng đầu của cái phần nón này. Thì cái phần này mình sẽ giữ để làm cái mặt trước của mình ha. Tức là cái khuôn mặt của mình nó sẽ nằm trong tầm khoảng một gang tay nè Hoặc hơn một gang tay tí xíu Và các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình đến cái chân móc mà mình cần phải chừa ra ha Tiếp tục móc cho mình lên 2 mũi móc xích Phần này thì mình bỏ qua cái chân đầu tiên là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc Và đâm kim vào chân thứ hai móc một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân còn lại, tức là mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình chừa ra để khoảng trống cho cái mặt trước ha Nó sẽ nằm trong tầm khoảng một can tay hoặc là nhỏ hơn tùy vào size nhé sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu, còn khoảng tầm 2 mũi móc nữa ta sẽ đạt được cái kích thước để mình chừa ra phần mặt trước rồi nè. Thì hai cái chân móc kế cuối đó các bạn sẽ tiến hành giảm mũi nha. Cách giảm mũi như sau nè. Các bạn lấy len cho mình lên kim, sau đó đâm kim vào chân kế cuối kéo len qua chân móc trên kim được 3 đường móc thì kéo len qua hai đường trên kim giữ nguyên vị trí tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng sau đó kéo len trên kim được 4 đường nè kéo lên qua hai chân sau đó kéo qua ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên tiếp tục móc lên hai mũi móc xích đây thì như vậy là cái khoảng mà mình chưa ra đây nè là cái khoảng trên trán ha cái mặt trước của mình nó sẽ nằm trong tầm khoảng này Tập khoảng một găng tay hoặc là nhỏ hơn ha tiếp tục đến cái hàng kế tiếp ta quay ngược đầu móc lại hàng kế tiếp thì cũng dễ một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tức là mũi đầu ta bỏ qua chân đầu móc vào chân thứ hai mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến hai chân móc cuối cùng khi đã móc còn chưa ra hai cái chân móc cuối cùng này thì hai chân này giống như là cách mà mình chụm mũi ở hai cái chân cuối cùng bên hàng kia ha tức là lấy lên và lần lượt đâm kim vào hai chân móc mỗi lần đâm kim thì nhớ kéo len qua hai chân trên kim nè đâm kim vào chân cuối cùng nè kéo qua hai chân sau đó kéo qua ba chân trên kim như vậy là ta cũng giảm được một mũi ha lên hai xích sau đó quay ngược đầu móc lại và móc tiếp cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa giảm một mũi đầu và một mũi ở cuối ta sẽ giảm tương tự cho đến khi mình đạt được chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình giảm cuối cùng á nó bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến cái phần phía sau lưng của mình ha sát với cái phần cổ với phần lưng là được ở đây mình đã giảm được tổng cộng là 5 hàng móc ha chiều cao từ phần đỉnh nón cho đến cái hàng mà mình giảm cuối cùng rồi nè nó đã bằng được từ đỉnh đầu cho đến cái phần phía sau lưng rồi ha ở đây mình có thay màu cho phần thân nón của mình nó thêm xinh xắn hơn các bạn tiếp tục móc cho mình một cái họa tiết bèo tay ở bên hông thì khi mà mình hoàn tất được cái cái giả mũi trên này rồi nè thì mình tiếp tục từ đó mình không cắt len và mình móc cái phần này trước ha đến cái phần thứ hai bên này thì mình mới cắt len nè à. sau đó các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái đầu bên này kéo sợi len này qua chân móc móc lên hai mũi móc xích thì đối với cái phần bèo tai bên này mình cũng giảm mũi tương tự giống như cái cách mà mình giảm ở cái phần thân lưng đây nè Tức là giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối ha Thì chân đầu tiên sẽ không móc vào chân đầu tiên Móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần cái tai này nè Khi móc như dấu lên thừa ha những bạn nào mà khó canh thì các bạn sẽ chụm cho mình hai cái đầu ở phần thân hông lại. Chụm hai cái đầu phần thân hông lại nè. Sau đó mình có thể chia ha. Ta có cái đoạn gặp đôi này chia ra làm 3 phần nè. Thì mình có thể móc cái phần bèo tai nằm ở 2 phần 3 hoặc là ít hơn 2 phần 3 một tí ha. Là nó vừa khít với lại cái phần thân nón giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè thì khi mình đã móc được gần khoảng tầm 2 phần ba so với thân lưng phía sau rồi thì hai chân móc cuối cùng tương tự giống như cái phần bên trên mình cũng chậm lại hai chân đó thành một mũi ha ta lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc nè chân cuối cùng nè sau đó kéo qua hết ba đường trên kim móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa tức là chân đầu tiên bỏ qua móc vào chân thứ hai một kép đơn các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn chưa hai chân cuối cùng để chụm lại mũi sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ dài của phần bèo ha tùy vào các bạn nếu các bạn thích nói dài thì mình cứ móc xuống cho đến khi hết mũi là được và sau khi đã hoàn tất cho mình được cái bèo tay còn lại rồi nè ta sẽ có được cái phần thân nón với cái form như thế này ha bây giờ mình sẽ viền lại cho cái phần nón của mình thì từ cái chân móc kết thúc của cái bèo thứ hai các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn để mình viền nè đối với những bạn nào mà móc bo góc ở đây thì cái chân bo góc các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc để mình bo góc ha đến cái phần bèo bên này thì để ý lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc chân móc thân chân móc chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có các cái chân móc cụ thể liên tiếp thì cứ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn ha. Chứ không móc vào thân chân móc nha. Mỗi chân móc cứ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ móc đến cái điểm giao nhau giữa cái phần bèo này với cái phần thân nó bên trên. Sau khi đã móc cho mình được đếm điểm giao nhau giữa phần tai bèo với cái phần thân của nón rồi nè Thì để cho cái phần này nó không có bị bo góc vuông á, bo tròn lại Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụm mũi nè Các bạn chỉ móc cho mình ở cái chân cuối cùng đó một mũi đơn thôi Sau đó mình sẽ chụm lại ba cái chân liên tiếp này lại thành một nè Ta đâm kim vào cái chân móc đó, mình móc một mũi móc đơn cuối cùng ha Nhưng mà các bạn lấy len thôi Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân giao nhau và chân kế bên kéo lên qua hết bốn đường trên kim sau đó các chân kế bên thì mỗi chân làm một mũi kép đơn ha như vậy là cái phần thân nón của mình khi viền lại nó sẽ tạo được một cái đường cong như thế này chứ nó không có bị gờ góc vuông nha mình sẽ viền tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà mình bắt đầu viền đầu tiên ở cái phần bo góc bên này nè cái phần bèo quá các bạn cũng móc mỗi chân là hai mũi móc đơn ha Phần bo góc này thì cũng chậm 3 mũi lại thành một nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã viên hoàn tất cho mình được cái phần thân nón rồi, tiếp tục móc cho mình cái phần tai ha. Đối với những bạn nào mà làm tai gấu thì các bạn cũng móc cho mình theo công thức giống như cái phần đỉnh nón từ trên xuống nè. Nhưng mà tai gấu thì các bạn sẽ móc cho mình cái vòng tròn đầu tiên là 14 mũi kép đơn thay vì là 12 mũi kép đơn giống như phần thân nón ha giúp cho cái phần tay của mình nó sẽ tròn hơn, nó không có điểm nhọn này. Còn những bạn nào mà móc tay tay mèo á, thì các bạn cứ móc theo công thức này ha. Mình sẽ có 3 hàng tăng mũi và hai hàng không tăng mũi để tạo cái tay gấu nè. Hoặc là những bạn nào thích có thể tăng cho mình cái hàng à, móc đều á, tăng nhiều hàng hơn nữa cho cái phần tay của mình nó cao hơn ha. Khi hoàn tất cái phần tay thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu mình sẽ khâu hai tay vào hai bên của phần nón nè từ đỉnh nón xuống khoảng tầm ba hàng móc ha sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu lại thì cách khâu tương tự giống như cách mà mình khâu vá đồ thôi ha mình cứ khâu vào những cái đường móc mà tương ứng với nhau một chân móc của cái phần thân nón sẽ đâm kim hai lần còn các cái chân móc ở phần tay thì mình sẽ đâm kim liên tiếp chứ không đâm kim một chân mà hai lần ha tiếp tục nè chân thứ hai của thân nón nè và chân tương ứng với cái phần tai và tiếp tục cũng là chân đó của thân nón và chân kế tiếp của cái phần tai ha khâu tương tự hết mép này sau đó mình chuyển sang mép sau để khâu khâu chừa 1 cm bên trong ha giúp cho phần tai của mình được cứng cáp và lưu ý cho mình khi các bạn khâu hai cái tai á các bạn sẽ khâu cho mình nó dôi ra phía trước một tí ha tức là cái phần thân trước nó sẽ sát hơn so với cái phần mặt sau nè đây là mặt trước nè còn mặt sau thì cái khoảng cách này nó sẽ dài hơn ha Do cái phần này khi mà mình độ vô cái tay nó sẽ lộ ra mặt trước nhiều hơn Giúp cho phần thân nón của mình được đẹp hơn Sau đó tiếp tục cắt cho mình những cái đoạn len có cái độ dài vừa phải Và mình sẽ xỏ cái đoạn len đó vào trong cái hèn móc cuối cùng của cái phần bèo Và mình sẽ thắt bính lại ha Thắt bính xong thì mình sẽ cột cuốc ở cái đoạn cuối cùng Làm tương tự cho mình ở tay bèo còn lại nè Cho hai cái bính của mình nó bằng nhau thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu nón tay gấu khổng lồ xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể phối màu tùy thích hoặc là tăng giảm size ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn móc thành công.